Chào toàn thể các bạn thợ đánh chim đêm nhá. Buổi sáng thì đi gỡ cúc biển này anh em này. Đấy thì đánh ở trên cái mẫu lưới 8 phân đây anh em ơi. Đấy thì bác nào mà có nhu cầu mua lưới đánh trích hoặc là đánh sâm ở trong cái thời điểm này thì liên hệ cho em nhá. Số điện thoại em để ở góc màn hình video ấy. Một cháu. Chim ở Bắc Giang thì nó có đi mấy đâu anh ạ. Ít lắm. Được vài con leo reo. Tinh mốc một loại mắn lem đang ra này anh em này. Và này ra thì sẽ có hôm là ăn những cái phát lớn đấy anh em. Chim năm nay thì báo cáo đối với các bác là nó đi theo luồng đấy, đâm ra là nhiều khi là anh em đánh là bị móm đấy. Nhiều khi là có anh em đánh rất vớ vẩn thôi thì lại được. Đấy còn bên nhà em là bán loa đài đấy, cũng như âm ly. Đấy, thì quay cho các bác xem về thành quả đánh đây. Con này thì rối tung rối lắp này. Đây bàn vạc đánh dưới đây anh em này. Tinh loại mốc rồi anh em. Con này vào chả biết diềm nào đây. Đấy lưới này lưới hải lợi anh em, đánh độ bám nó tốt lắm. Đấy thì bác nào mà muốn bổ sung thêm lưới mới hoặc là thay những cái lưới nó không đảm bảo thì liên hệ. Đấy chịu chết. Nói chung là một cái mẫu lưới đánh tốt ấy thì khi con chim nó vào ấy, nó cuốn anh em. Kêu cuốn như thế này thì chúng ta bắt nó không bị trèo. Ui giời. Còn về loa đài đánh trích này thì có cái dòng loa chiếc kèn HQ301 anh em ạ. Đó, với cả dòng Toy Đô. Đấy thì thành quả đây các bác, quay cho các bác xem cận cảnh. Tối nay được 3 con thôi. Cũng được nhiều. 3 con thì cũng gọi là tạm ổn rồi. Có công rồi. 37 201. Thì trích được 201 lần vạc thì vạc hôm nay được nhiều lắm anh em. Ba con anh em. Đấy thì cái mẫu lưới em vừa gỡ đấy thì các bác xem được tham khảo nhé. Cái lưới đánh trích, chuyên đánh trích ấy. Thì cái lưới này thì giá thành của nó hợp lý đây. Cái thứ hai nữa là đánh nó đảm bảo. Trích gà sâm anh em đều có thể chơi được ở trên cái mẫu lưới này. Đấy, còn số điện thoại đặt hàng thì anh em liên hệ cho em vào số điện thoại để ở góc màn hình video nhé. Giờ chào các bác đấy, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.